nghệ sĩ Thiên Kim qua đời. Theo nghệ sĩ Trịnh Kim Chi, Phó Chủ tịch Hội Sân khấu Thành phố Hồ Chí Minh, nghệ sĩ Thiên Kim đã qua đời lúc 0 giờ 30 phút hôm 20 tháng 2 tại Viện Dưỡng lão Nghệ sĩ Thành phố Hồ Chí Minh, quận 8. Ban quản lý khu dưỡng lão lo hậu sự cho nghệ sĩ. Ông Tuấn, con trai của nghệ sĩ Thiên Kim cho biết, bà ra đi trong bình yên bên con cháu. Nhiều nghệ sĩ thương tiếc khi hay tin nghệ sĩ Thiên Kim qua đời. Hồng Dân viết, mong cô siêu thoát và mau được về bên Phật. Tài tử Lý Hùng nói, dịp Tết Quý Mão, anh và gia đình vào khu dưỡng lão thăm bà. Gần như không nhận ra nghệ sĩ Thiên Kim vì bà sụt nhiều cân. Hồi tháng 10 năm 2022, khi vào bệnh viện quận 8 phát quà từ thiện, anh tình cờ gặp nghệ sĩ Thiên Kim khám bệnh ở đó. Lúc đó, bà vẫn hồng hào, khỏe mạnh, nắm tay anh trò chuyện không rời. Thời gian qua, bà dần suy yếu vì bệnh thận, tiểu đường, cao huyết áp, thấp khớp. Sau khi mắc Covid-19 hồi cuối năm ngoái, bà gặp nhiều biến chứng, giảm 10kg trong hơn một tháng. Nhiều năm qua, nghệ sĩ Thiên Kim vẫn sôi nổi đóng phim. Sức yếu, bà từ chối những lời mời đóng ở các tỉnh, chủ yếu nhận những dự án quay tại Sài Gòn như các phim quảng cáo. Bà từng nói, tôi đóng vì tình yêu nghề vẫn âm ỉ mấy chục năm nay, chứ không phải vì tiền. Ai kêu gì tôi đóng nấy. Thỉnh thoảng có sinh viên vào đây nhờ tôi đóng giúp các dự án của các em, tôi vẫn nhận lời. Niềm vui của bà ở tuổi xế chiều là được sum vầy bên các bạn hữu viện dưỡng lão như nghệ sĩ Ngọc Đáng, nghệ sĩ ưu tú Diệu Hiền. Nghệ sĩ Thiên Kim tên đầy đủ là Đoàn Thiên Kim, sinh ra và lớn lên tại Sài Gòn trong một gia đình nghệ sĩ cải lương. Cha của bà là kép độc Sáu Đỏ, thầy của cố nghệ sĩ ưu tú Hoàng Giang. Xuất thân từ nghệ sĩ cải lương, đến năm 1955, sau vở diễn Lấp Sông Danh, bà chuyển sang tân nhạc. Lúc bấy giờ, bà biểu diễn chung sân khấu với ban hợp ca Thăng Long, hát những bài như Hòn Giọng Phu, Lời Người Ra Đi. Dần dà, bà chuyển sang lĩnh vực kịch nói, phim ảnh. Thông tin nghệ sĩ Thiên Kim qua đời để lại niềm tiếc thương cho người thân, gia đình và đồng nghiệp. Xin thành kính phân ưu, chia buồn cùng gia đình nghệ sĩ Thiên Kim.